Album solo đầu tay As We Rose Blackpink đã đạt doanh số 282.674 chỉ trong một ngày kể từ khi phát hành album vật lý, đĩa nhạc. Điều này có nghĩa là Rose đã phá kỷ lục lớp Perm năm 2019 của IU với con số bán ra đạt 147.856 trong 7 ngày. Trước đó, As We Rose cũng đã có hơn 500.000 đơn hàng đặt trước. Con số này là tổng đơn hàng từ không chỉ Hàn Quốc mà còn nhiều khu vực khác bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Album cũng tạo được dấu ấn ấn tượng trên Spotify. Ca khúc chủ đề Underground của nữ thần tượng đã ra mắt ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng top 50 toàn cầu hàng ngày của Spotify vào ngày 12 tháng 3 với 3.262.615 lượt nghe trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi phát hành. Gone, ca khúc thứ 2 của album đạt vị trí thứ 11 với 2.945.783 lượt nghe. Trong khi đó, Underground hiện có số lượt stream nghe trực tuyến nhiều nhất trong 24 giờ bởi một nghệ sĩ solo Hàn Quốc trên Spotify. R cũng trở thành album thứ 11 của một nghệ sĩ nữ solo trong K-pop đạt được hơn 500.000 bản bán ra kể từ năm 2002 với album My Stay in Sendai của Lee So-young. Số lượng bán ra của album này đạt hơn 509.000 bản. Cùng với Rose và Lee So-young, 6 nghệ sĩ nữ solo khác đạt được cột mốc này là Lee So-ra, Kwas Poa, Jang Pa, Kim Hyun-jung và Jung Kwa. Hiện tại, Lee So-ra đang giữ hai kỷ lục album bán chạy nhất với Lee So-ra Vol và Light in the Movie, lần lượt đạt tổng doanh thu khoảng 930.000 và 830.000 vào năm 1995 và 1996. Jang Pa cũng có hai album đạt được cột mốc vô cùng ấn tượng này, đó là album Noise is Love với số lượng bán ra khoảng 820.000 bản, phát hành vào năm 1996, và album Adio bán được khoảng 588.000 bản, được phát hành vào năm 1999. Quas cũng sở hữu cho mình hai album bán được hơn 500.000 bản với Fixy My Makeup đạt doanh số khoảng hơn 702.000 bản và Please đạt tổng doanh số khoảng 611.000 bản. Kim Hyun-jung cũng lập được kỷ lục này với album A Shogun of Dreams đạt doanh số khoảng 590.000 bản vào năm 1999. Boa với bản hit No One đã bán được hơn 560.000 bản kể từ khi album cùng tên được phát hành vào năm 2002. Cái tên cuối cùng có trong danh sách này là Jung Kwa với album 005199906. Album này đã đạt hơn 522.000 bản được bán ra kể từ khi nó phát hành vào năm 1999. Ngoài ra, Underground đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs ở ít nhất 51 khu vực khác nhau, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Brazil, Mexico, Chile, Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Thái Lan, Việt Nam. Như vậy, thành viên Rose nhóm Blackpink đã có màn debut solo hoành tráng cùng với việc phát hành video âm nhạc Underground. Màn ra mắt solo này cũng như MV đã nhận được nhiều phản hồi, nhận xét tích cực từ khán giả khắp nơi trên thế giới. Và mới đây, người hâm mộ cũng đã truyền tay nhau phản ứng Jaehyun, Bigbang với MV Underground của Rose. Cụ thể, phản ứng của Jaehyun, Bigbang với MV Underground của Rose được các fan phát hiện ngay dưới đoạn video trên YouTube. Jaehyun đã để lại bình luận của mình thông qua tài khoản YouTube Display mới được fan biết đến gần đây. Jaehyun chỉ đơn giản viết, điều này thật tuyệt vời. Jaehyun đã viết nó bằng cả tiếng Hàn và tiếng Nhật. Anh chàng cũng đã thêm biểu tượng cảm xúc trái tim và ký hiệu bật ngón tay cái. Chỉ với những điều đơn giản như thế, cho thấy Jaehyun cũng đã rất yêu thích MV Underground của Rose. Ngoài ra, nó còn thể hiện được tình cảm tiền bối hậu bối cùng công ty YG ủng hộ sản phẩm của nhau.